Hello các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về trải nghiệm của mình sau 2 tuần sử dụng em Galaxy Z Flip 3 5G. Thực ra thì không phải là đánh giá chi tiết đâu, nhưng mà mình không muốn các bạn bỏ lỡ chương trình đặt trước chiếc Z Flip 3 5G nếu như các bạn quan tâm. Tại Cellphone S thì bây giờ chỉ có mức giá là từ 24.990.000 là các bạn sở hữu ngay được một em rồi. Hơn nữa thì nhận được bộ quà tặng rất hấp dẫn. Cụ thể thì hãy tham khảo link mô tả chi tiết phía dưới nhé. Có hỗ trợ cả thu cũ đổi mới để lên đời nữa cơ. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào video luôn. Đầu tiên có thể thấy là em Z Flip 3 5G này sở hữu một cái thiết kế gập. Và bởi vì gập lại nó rất là nhỏ xinh, chỉ như một hộp phấn của chị em thôi, nên là dễ dàng nút vào túi quần hay là túi sách, những cái túi sách nhỏ ấy đó. Hơn nữa thì Z Flip 3 5G sẽ có những cái tính năng mà chiếc điện thoại thông thường bây giờ không có. Ví dụ là Flex Mode mình rất hay sử dụng và mình thấy khá là tiện. Khi mà các bạn đang xem YouTube hoặc là lướt Facebook, TikTok ấy, gập máy lại thì lập tức phía trên nó sẽ là màn hình hiển thị và phía dưới sẽ là bảng điều khiển chụp màn hình này, cũng như là hiển thị thông báo này, chỉnh độ sáng và âm lượng. Cái này thực ra mình thấy là ứng dụng tốt trong những cái trường hợp mà các bạn muốn dựng máy mà không cần phải chân hay giá đỡ, dựng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu luôn. Nó giống như một chiếc laptop mini vậy. Và mình cũng hay ứng dụng cái tính năng này khi mà kiểu đang làm việc nọ việc kia, ví dụ là nấu cơm này, có thể video call với cả người nhà này, và dựng máy ngay tại bếp mà không cần phải cồng kềnh rồi là giá đỡ, tripod này. Một cái nữa là mình cũng ứng dụng là khi mà các bạn có thể tự quay TikTok hoặc là chụp ảnh selfie với cả cam trước với nhóm bạn, nhưng mà dịch như này làm sao là chụp được với nhóm bạn. Nói chung là mình cứ đặt máy ở trên mặt phẳng như thế này này, và chúng ta có thể dễ dàng chuyển từ màn hình chụp phía trên xuống phía dưới, đổi camera, kiểu dựng máy như này, chụp trước, chụp cam sau, cam chính, các bạn hiểu ý mình không? Các bạn sẽ có thêm một cái màn hình phụ ở phía ngoài nữa với kích thước là 1,9 inch và tấm nền là Super AMOLED. Mình đánh giá là khả năng hiển thị của em này khá là tốt, mà phông chữ rõ ràng cũng như là độ sáng cao. Một cái là các bạn có thể tùy chỉnh những cái phong cách của màn hình để nó phù hợp với màu máy, cũng như là bớt nhàm chán, phù hợp với outfit chẳng hạn. Em này thì sẽ hiển thị được thông báo này, và các bạn sẽ có thể là nhận được cuộc gọi, nhưng mà lưu ý mà khi nhận cuộc gọi ấy, nó sẽ chuyển ngay lập tức sang loa ngoài. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập nhanh những cái widget. Đây là một điểm nâng cấp ở trên chiếc Z Flip 3 5G. Những cái widget truy cập nhanh, ví dụ là lịch này, dự báo thời tiết, cũng như là bấm giờ, hẹn giờ, v.v. Tuy nhiên với những cái widget như kiểu lịch hay là thời tiết, nếu muốn xem chi tiết thì chúng ta vẫn buộc phải mở máy lên, nên là nó vẫn chưa thực sự trọn vẹn cho lắm. Và một cái điểm mà mình rất thích ở trên chiếc màn hình phụ này, mình cảm thấy hữu dụng, đó chính là cái khả năng quay chụp nhanh mà không cần phải mở máy. Các bạn chỉ việc ấn 2 lần vào nút nguồn thôi, mình có thể dễ dàng là chuyển từ cam góc rộng sang góc siêu rộng này bằng thao tác vút lên. Và các bạn có thể chuyển từ chế độ chụp ảnh sang quay và ấn vào màn hình này để quay chụp luôn, hoặc là phím tăng giảm âm lượng, cũng như là giơ tay như thế này đó. Ok, cái này thì cực kỳ phù hợp với những bạn nào mà hay quay vlog như mình nhá, tiện không? Một cái ứng dụng nữa của màn hình phụ này cũng khá thú vị, đó chính là tính năng Dual Preview. Khi mà các bạn muốn nhờ ai đó chụp ảnh hộ mình á, thì chúng ta có thể chuyển sang cái tính năng Dual Preview, và lập tức cái màn hình phụ này nó sẽ hiển thị như kiểu một cái chiếc gương, một cái camera sau để mọi người có thể soi vào đấy và tự căn góc nữa. Nhưng một lưu ý sau 2 tuần mình rút ra là cái màn hình phụ này nó khá là dễ chảy xước mọi người ạ, bởi vì nó tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài túi sách rồi là túi quần các kiểu, nên là chúng ta khi sử dụng ấy, mình nghĩ là có một giải pháp nào đó dán cái màn hình này để bảo vệ sẽ tốt hơn. Giống như cái việc mà khi mà mua máy, hãng đã dán sẵn cho chúng ta cái miếng bảo vệ màn hình ở phía trong này rồi. Và quay trở lại với màn hình chính phía trong thì các bạn sẽ có một cái màn hình kích thước lớn là 6,7 inch và tấm nền sẽ là Dynamic AMOLED 2X, và cái khả năng hiển thị thì mình thấy không có gì để chê. Mặc dù độ phân giải chỉ là Full HD Plus thôi, nhưng màu sắc, độ tương phản cũng như là chi tiết mình cũng khá là ưng. Một cái điểm cộng lớn ở trên màn hình này là trang bị tần số quét lên tới 120Hz. Và ngay cái ngày đầu mà mình mở máy ra mình sử dụng ấy thì mình đã nhắn tin, anh hùng bàn phím ở trên này quá đã luôn và rất mượt, phản hồi nhanh. Chưa kể đến việc chơi game nha. Nhưng mà các bạn nên lưu ý là cái tỷ lệ màn hình này ấy, nó sẽ hơi dài, nên là nhiều ứng dụng nó vẫn chưa được tối ưu cho lắm. Nhiều bạn sẽ hỏi mình là chiếc Z Flip 3 5G này cái nếp màn hình nó có nhìn rõ không, có trũng không, thì chia sẻ với các bạn luôn. Tất nhiên nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta vẫn có thể thấy được cái nếp gấp màn hình này, nhưng mà so với đời đầu mà mình sử dụng ấy thì cái nếp gấp này mình cảm giác là nó đã bớt trũng hơn rồi. Và đặc biệt là cái bản lề năm nay mình thấy là rất là chắc chắn. Khi mà các bạn đóng gấp như thế này này, cảm giác nó không bị kiểu dễ hỏng và lỏng lẻo đâu. Lực hút này còn rất là
mà ở đây có 5 châm các bạn ạ. Đó, nhìn thấy chưa? Và đặc biệt Z Flip 3 năm nay thì mình thấy bộ màu sắc rất đẹp. Thực ra thì mình rất thích màu tím lavender này, xinh cực kỳ luôn. Ngoài ra có màu xanh cũng khá là hợp với những các bạn nam. Mình có tận 3 màu ở đây đấy. Các bạn có ghen tị với mình không? Và nói về camera nhá, thực ra thì mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết về camera sau, nhưng mình cũng chia sẻ qua. Mình cũng không có chụp quá nhiều ảnh được bởi vì dịch mà mọi người. Nhưng mọi người có thể xem một vài những cái bức ảnh mà mình chụp ở đây. Điều kiện đầy đủ sáng thì về cái độ chi tiết cũng là độ tương phản này, màu sắc cũng khá là nịnh mắt. Cái này là lợi thế của Samsung rồi. Nhưng khá đáng tiếc là chiếc Z Flip 3 mà sẽ chỉ có hai camera là góc rộng và góc siêu rộng 123 độ thôi. Các bạn sẽ không có ống kính chụp zoom bởi vì những cái hạn chế của máy gập. Nên là một vài trường hợp, ví dụ là mình chụp ảnh, các bạn xem này, mình chụp ảnh máy bay ở nhà mình ấy, bởi vì không có ống kính zoom nên mình phải zoom tay, dẫn đến việc là cái chất lượng chụp ảnh nó không được sắc nét cho lắm và nó dễ bị zoom nhòe nữa. Và điều kiện chụp zoom ở điều kiện thiếu sáng mình cũng không đánh giá cao. Còn về video thì mọi người có thể xem một vài đoạn mình quay chi lợn nhé. Ngủ này. Các bạn đang xem video mình quay em Miu ngủ nhá. Trời ơi, con gái con nứa này, nằm vô duyên không. Bây giờ Giang xem cái thằng anh này. Trời. Chị ơi. Chị à. Tóm lại thì cái khả năng chụp ảnh của Z Flip 3 5G mình thấy là chưa thực sự xuất sắc lắm. Và nếu so với S21 Ultra thì có lẽ là thua một chút đó. Đó. Và tiếp đến là hiệu năng thì em này sử dụng con chip là Snapdragon 888 và 8GB RAM. Thực ra quá mạnh mẽ rồi, mình cũng không dùng cấu hình quá nặng và mình chỉ chơi những tựa game như kiểu Liên Quân Mobile thì FPS cao rất là mượt mà không gặp vấn đề gì cả. Điểm cộng cuối cùng là nắp gập, nhưng năm nay em này vẫn được trang bị khả năng kháng nước là IPX8 nên là mình có vẩy nước hoặc là thậm chí xối nước vào thì em này vẫn sống nhăn răng luôn mọi người nha. Và nói qua nói lại thì trong 2 tuần mình cũng có thấy một vài những cái điểm trừ mà mình chưa ưng lắm ở trên em Z Flip 3 này. Thứ nhất phải nói đến đó chính là về thân nhiệt. Em này thì thân nhiệt nó cũng hơi dễ kiểu nóng nảy ấy. Kiểu nhiều khi là mình lướt Lazada hơi nhiều thôi hoặc là kết nối đồng hồ hơi lâu thôi mà nó cũng đã ấm lên rồi đấy. Và điểm trừ thứ hai đó sẽ là về dung lượng pin. Dung lượng pin chỉ có 3300 mAh thôi mà hãng lại chỉ trang bị sạc nhanh có 15W và sạc không dây là 10W. Nên là cái quá trình mình sạc mình cảm thấy nó hơi lâu, mình sạc gần 2 tiếng mới đầy pin. Mà thời lượng sử dụng thì nó cũng không trâu bò lắm, các bạn cũng không nên trông chờ quá nhiều. Mình dùng thì sẽ trung bình là on screen được 4 đến 5 tiếng. Nên là nếu như bạn nào mà dùng nhiều ấy thì mình nghĩ rằng một ngày các bạn sẽ phải sạc 2 lần. Còn đối với mình một ngày sạc 1 lần. Hết rồi, và vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về chiếc Galaxy Z Flip 3 5G. Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì đừng bỏ lỡ chương trình đặt trước của Cellphone S đang có quà tặng cực kỳ hấp dẫn. Và chưa trừ quà, chúng ta đã mua được đúng giá rất là hời là từ 24.990.000 rồi. Cụ thể để tham khảo link mô tả chi tiết phía dưới nhé. Còn nếu như các bạn có nhu cầu gì hay là thắc mắc gì, muốn mình làm video gì thì hãy comment luôn, mình sẽ làm video ở sau. Và mình sẽ có một video đánh giá chi tiết sau vài tháng sử dụng MZ Flip 3 5G này, mình hứa với các bạn đấy. Mình mệt quá.